Xin chào các bác, trong video ngày hôm nay thì uh, em sẽ giới thiệu cho các bác đến hai mẫu dòng sản phẩm mà bên em mới về. Ở trên đây thì em đang có hai chiếc là của Citizen và của Seiko anh em nhé. Hai chiếc này thì em đang có tình trạng đó là hàng mới 100% như phong bố hộp sổ thể. Anh em với chú nào mà quan tâm đến cả hai cái dòng sản phẩm này uh, chúng ta muốn lên tay và muốn trải nghiệm em nó thì có thể liên hệ sớm qua hotline là 0347 808 219 để liên hệ đặt hàng và hoặc là liên hệ uh, hoặc là ebook trực tiếp qua Zano số máy này luôn anh em nhé à, đối với tất cả những cái mặt hàng ngày hôm nay thì bên em Duy đều sẽ bảo hành cho anh em là 5 năm bảo hành vào lại 5 năm đối với năm đầu tiên thì em sẽ hỗ trợ cho anh em 100 phần trăm chi phí về máy móc kể cả số lượng người dùng và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em các chú 50 phần trăm chi phí spa làm đẹp cũng như là những cái chi phí khác uh, để, liên quan đến cái đồng hồ chúng ta uh, tiếp theo nữa thì bên em sẽ có một cái chính sách nữa là khi mà anh em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra và uh, bóc hàng kiểm tra đúng mẫu mã sản phẩm thì anh em mới cần thanh toán đấy tiếp sẽ mở hộp ra luôn cho anh em và báo giá cho anh em nhanh qua về cái dòng sản phẩm này cũng như là sẽ review định chi tiết trực tiếp cho anh em về cái dòng sản phẩm hai chiếc trong video ngày hôm nay để cho anh em biết được à, đầu tiên thì em đang có là một chiếc của Seiko thì uh, chúng ta sẽ có một cái phiên bản Seiko dáng thùng rượu rất là đẹp nhé dáng này thì nó khác với một số những cái dáng tròn thông thường hiện tại bây giờ thì uh, hiện tại thị trường đồng hồ bây giờ thì đa số là những cái dáng tròn là nhiều đó, anh em và chú là xem nhiều rồi, đeo nhiều rồi, chúng ta cần một cái phiên bản nó khác đi, nó, nó nạ hơn với một cái thiết kế form dáng có thể nói là dán thùng rượu rất là đẹp của Seiko như thế này thì chúng ta sẽ có một cái dòng Seiko Preset. À, em này thì sẽ có một cái mã ở đây em có là SRPD 05G1 bản này là bản nội địa Nhật. Thì với phiên bản này thì em sẽ để cho anh em mức giá giao lưu là 9 triệu 900 000 anh em nhé. Thì anh em và chú nào mà quan tâm em để cho anh em mức giá tốt nhất trong video ngày hôm nay với mức giá là 9 triệu 900 nghìn thì đây là một cái mức giá em uh, để cho anh em bao gồm phí vận chuyển này uh, và bảo hành hết cho anh em đầy đủ rồi nên là anh em chú cứ yên tâm một form dáng có thể nói là rất là nạ và đẹp được trang bị ở trên chiếc này uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái phần mặt đều với cái họa tiết văn xương cá văn xương cá ở những cái 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 cái, cái họa tiết rất là nhỏ như thế này Đó, và kim giờ kim phúc của chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái bộ kim ná niễu Uh, được thiết kế màu xanh đen nó có thể đổi màu tùy vào cái hướng sáng khác nhau anh em nhé đây này dòng này là dòng Perisit nó cỗ máy uh, được trang bị cỗ máy 4R của Seiko em sẽ nên uh, nên tay thử và đây em sẽ nên tay thử cho anh em xem qua cái dòng sản phẩm này anh em nhé giá uh, thông dựa thì nói chung là cổ tay form size tay của anh em nhỏ cực kỳ thì anh em cũng có thể đeo được với chiếc này rồi thì em sẽ nên thử với size tay của em là size tay 16 thì anh em có chú xem qua đây anh em chú xem qua với size tay 16 thì em nghĩ là nền tay trước này rất là đẹp nó dễ đeo vừa và chuẩn form còn anh em chú nào mà muốn đẹp hơn thì em nghĩ là size tay của anh em khoảng độ tầm 17 thì uh, nền nên tay nó còn đẹp hơn nữa cơ uh, nói chung là trước này thì cổ tay càng to thì em thấy là đeo càng đẹp với một cái thiết kế dây da trẻ trung thanh lịch và năng động uh, đặc biệt là các bạn trẻ hay là các bác ca chú lớn tuổi và chúng ta muốn trẻ lại muốn trẻ hơn một chút chúng ta có thể là tham khảo qua với cái dòng sản phẩm này, seco rắn thùng rượu rất là ok này. À, trước này thì em về được là một chiếc duy nhất nhé, hàng mới 100% new foam bốc hộp sổ thẻ anh em chú nào quan tâm thì nói chung là cứ liên hệ em, à, ibano hoặc là nên liên, liên hệ trực tiếp thì em sẽ giao nư cho anh em một cái mức giá tốt nhất trong video ngày hôm nay. À, cái tiếp theo thì với một dòng sản phẩm như thế này thì bên em vẫn sẽ cam kết trách hãng toàn quốc cho anh em, đó bao trách hãng toàn quốc nên là về cái tình trạng hàng thì em cứ yên tâm. Với thiết kế ba kim một nịch thì trước này nó sẽ có thiết kế một cái ô nịch nọc được đặt ở góc hơn 6 giờ chúng ta sẽ có ô nịch ngài nhé. Dòng chữ uh, preset máy automatic và chúng ta sẽ có logo Seiko ở góc hướng 12 giờ. Uh, 12 bộ cọc số ở trước này nó thiết kế theo cái dạng dress squad cổ điểm một chút là chúng ta sẽ có những cái bộ cọc số nam mã. Đó, nam mã và ngoài ra thì bộ kim thì nó cũng đã là thiên hướng cổ điển thì ở đây thì Seiko trang bị cho chúng ta một cái bộ kim đá niễu rất là đẹp. Và em sẽ nên thử code cho anh em xem qua với cái dòng máy 4R này của Seco. Uh, phiên bản này rất là hiếm anh em nhé, rất là hiếm hàng luôn Em cũng có một chiếc uh, Seiko máy 6R15 nhưng mà con đó hàng nước uh, Mức giá nó cũng khá là cao nhưng mà chiếc này thì em có là một chiếc hàng mới Và một cái mức giá chưa tới 10 triệu để cho anh em có chú trải nghiệm cho cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới Cũng như là chúng ta có thể là đeo đi dự hội, dự tiệc uh, Với những cái chiếc này thì nó sẽ có họa tiết vân xương cá, họa tiết kẻ sọc như thế này Thì nó sẽ có cho chúng ta được những cái mức độ bắt sáng khác nhau tại những cái cuồng sáng khác nhau À, về phần mặt kính thì chúng ta vẫn được trang bị thêm một bộ mặt kính sapphire nguyên khối chống chay sức gần như là tuyệt đối cho chúng ta mức độ chống sức cũng phải là gọi là 9 trên 10 đối với dòng sản phẩm này khi mà anh em đeo trên tay có thể nói là đây là một dòng sản phẩm à, em nghĩ là trong tầm giá thì anh em chú nên tay nói chung là vẫn rất là ok rồi muốn có nịch chúng ta có nịch và muốn to rõ ràng và dễ nhìn thì chúng ta cũng có một cái thiết kế to bản và dễ nhìn và đặc biệt là cổ tay của anh em nhỏ hay là trung bình hoặc là to thì uh, chiếc này nó đều cân được hết anh em nhé uh, cộng vào đó thì nó được trang bị thêm một bộ mặt kính sapphire nguyên khối nữa thì uh, với bộ mặt kính này thì nó đã chống xước rất là tốt cho chúng ta rồi đó viền benzen thì sẽ có thiết kế đánh phai xước và phần uh, viền benzo đây xin các bác là phần viền benzo thì sẽ có đánh bóng và phần phần uh, càng thì chúng ta sẽ có thiết kế phai xước cho chúng ta Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái phần núm chỉnh của Seiko và sẽ có núm chỉnh có logo chữ S. Ờ, chiếc này thì nói chung là cỗ máy 4R thì đây cũng là một cái cỗ máy rất là bền của Seiko được trang bị ở trên chiếc này à, Chúng ta sẽ có nên có tay, nên có tự động cũng như là kênh stop dừng kim dây khi chỉnh giờ đầy đủ hết cho anh em chú sử dụng à, Về phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có một cái mặt đáy hở với cỗ máy 4R 35B với 23, 23 chân kính Và chúng ta sẽ có là dòng chữ Make in Japan, logo Seiko qua từ xe tường chống nước đây, Đầy đủ hết cho anh em này Top Sapphire Crystal Trong à, từ chống, chống sốc đầy đủ cho anh em Với cái dòng máy 4R này thì uh, anh em chú cứ yên tâm Đầy đủ option cho anh em chơi rồi à, Nên có tay nên có tự động Rồi là đầy đủ hết những cái chức năng khác như là dường kim dây khi chỉnh giờ à, Rất là bền cho anh em nhé Được trang bị thêm một bộ dây da chính hãng 100% của Seiko Anh em xem qua những cái đường mắt ốc của chiếc này thì bên em chưa hề tháo ra Nên là anh em cứ yên tâm uh, Seiko thì uh, chúng ta sẽ có phiên bản này Sẽ được trang bị thêm một bộ khóa bướm thông minh Chống gập chống gãy dây và một bộ dây da. Uh, dây da bỏ giả vân cá sấu dây, dây da này dây da thật của hãng anh em nhé Mức giá là 9.900.000 Cho anh em chú nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm này uh, Chúng ta chán chơi những cái dòng uh, sản phẩm Mặt đeo tròn rồi Thì chúng ta có thể tham khảo qua Với những cái dòng sản phẩm mặt đeo nó khác Để chúng ta có thể lên tay thêm vào cái bộ sưu tập của mình Với một cái thiết kế đẹp và độc nạ hơn Đó, uh, ok chưa anh em Tiếp theo thì em có là một chiếc của Citizen Chiếc này thì em có là một chiếc hàng mới nữa Hàng New 100% đó, Anh em xem qua và em sẽ bóc hộp và review chi tiết cũng như báo cho anh em về cái mức giá của dòng sản phẩm này. Ờ, đây anh em nhé. Ờ, dòng Citizen này thì em cũng có là một chiếc hàng mới nhưng mà chiếc này thì mức giá nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Ờ, nếu như mà anh em nào mà đã có Seiko, đã có Orient, đã có Orista hoặc là đã có Tissot, Longines thì chúng ta có thể là tham khảo qua và thêm vào cái bộ sưu tập của mình với cái dòng Citizen, một cái cỗ máy có thể nói là rất là nổi tiếng của Citizen được trang bị ở trên chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái đầu máy series là 82 cùng với đó là một cái thiết kế vô cùng là sang trọng và lịch sự ở phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái màu mặt đai ổ trắng nó pha trộn giữa một cái màu vàng ta rất là sáng và bóng em nhé ờ, em này thì em sẽ đọc mã luôn cho anh em ờ, mã của chiếc này là nh 9110 14 a ờ, thì em sẽ để cho anh em mức giá chiếc này là 5 triệu 900 nghìn cho một phiên bản hàng mới như thế này nhé À, 5 triệu 900 nghìn Đây là một cái mức giá em công bố trên video Anh em chú nào mà quan tâm thì cứ liên hệ à, Nếu ok thì em sẽ để cho anh em một cái mức giá tốt hơn nữa à, Nếu như mà anh em thiện chí mua hàng Và với cái chính sách bán hàng ở bên em Thì anh em cọc trước tối đa cho em 200 nghìn Để bên em gửi hàng đi cho anh em Đối với những dòng sản phẩm mà bên em chỉ có một chiếc như thế này à, Hàng mới về luôn anh em nhé Nói chung là em bên em thì luôn luôn cập nhật tin tức và về cái ngành hàng bên em mới về để uh, nên video luôn Đó, Hàng về thì em cập nhật giá cũng như là cập nhật luôn về cái tình trạng hàng Ở đây thì em đang có hàng mới nhé, hàng mới 100% Em uh, có thêm một nô nữa đang sắp về nữa uh, Hàng nước cũng có và hàng mới cũng có Thì nói chung là anh em có chú nào mà cứ quan tâm đến cái dòng sản phẩm nào Của Red Citizen hay là Seiko, Nongjin T-shirt hay là Omega Thì cứ liên hệ sớm uh, để bên em gửi hàng đi cho anh em nhé Quay lại với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái mức giá đâu đó là gần 6 triệu đó. Hơn 5 triệu một tí là chúng ta đã có thể trải nghiệm được em này rồi à, Với mặt đai của chiếc này nó được thiết kế mặt đai ổ Van ở bên trong và đằng ngoài thì chúng ta sẽ có những cái đường vân đường trơn, đường vân trơn được chảy tia nhẹ nhàng ở trên cái phần mặt số và những cái bộ cọc số của chiếc này thì nó sẽ có 12 bộ cọc số kẻ vạch. À, với bộ cọc số kẻ vạch thì nó sẽ mang lại một cái thiết kế hiện đại cộng thêm cái phần nộ cơ cho chúng ta chiêm ngưỡng là cái cỗ máy 82 8229 thông qua cái phần nộ cơ open hood của chiếc này à, chúng ta có thể chiêm ngưỡng được qua những cái bánh đà bánh răng cưa rồi là cái vành bánh tóc của chiếc này rất là rõ ràng luôn à, em này thì nói chung là một cái thương hiệu của Citizen với một cái cỗ máy Miota à, do Citizen tự nghiên cứu và sản xuất thì cỗ máy này rất là bền cho anh em với chú nên tai. À, à, với thiết kế nộ cơ góc 7 giờ này chúng ta sẽ có một cái thiết kế nộ cơ khá là nặng và những cái phần kim cọc của chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế bộ kim Dauphin được vuốt cạnh hai bên và được vuốt nhọn phần đầu À, hay còn gọi là kim kiếm đấy anh em, à, nó sẽ tăng cái mức độ bắt sáng hơn cho chúng ta. Và ngoài ra thì chiếc này thì nó sẽ có thêm những cái đường vân cọc số ở uh, viền chapter bên ngoài chia số giờ và số phút rất là dễ nhìn cho chúng ta. Mức giá 5 triệu chín cho anh em chiếc này. Anh em chú nào mà quan tâm thì cứ liên hệ sớm để đặt hàng, bởi vì là số lượng hàng anh em về chỉ có một chiếc. Và đây cũng là một cái mức giá tham khảo giao lưu cho anh em dịp cuối năm này để cho anh em có thể là tham khảo lên tay chơi chơi trong cái dịp tết nguyên đán cũng được này hoặc là chúng ta đeo để uh, đi dự hội dự tiệc tiệc cưới rồi là đám đình cưới hỏi gì đó thì tùy chúng ta nhưng mà theo em nghĩ thì đây là một chiếc khá là đẹp và rất là dễ lên tay uh, em sẽ nên thử với cổ tay của em là 16 với phần form một chiếc này thì nó rơi vào đâu đó khoảng độ tầm 41 thì em sẽ lên tay thử cho anh em xem qua uh, với cái thiết kế dây da nữa nhé uh, dây da thì em thấy là nó nhẹ và nó dễ đeo và đặc biệt là nó trẻ nữa rất là nhiều anh em chú săn đó những cái dây da đó, ở đây thì em đang có dây da sẵn rồi thì anh em mua về nói chung là chỉ nên tai thôi. À, dây da thì nó tiện hơn cái phần dây kim loại là chúng ta không cần phải cắt mắt. Đó, là chúng ta mua về chúng ta đeo lên tai trực tiếp được luôn. Ở đây em lên với cổ tai 16 thì em xem qua à, rất là đẹp và sáng nhá. À, phần viền benzen của chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái phần viền benzo đánh bóng phần càng thì sẽ có thiết kế phai xước. À, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái tông màu vàng hồng, rose gold vàng hồng được mạ ở bên ngoài rất là sang và sáng bóng. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần đúng chỉnh của Citizen được đặt ở góc hướng 3 giờ. Với cỗ máy Series 82 thì chúng ta sẽ có 21 chân kính, 21 một sáu tần số tự động và chỉ có tối đa đầu đó khoảng độ tầm 40 giờ. À, với chiếc này thì chúng ta sẽ có nên có tay và nên có tự động nhé. Đó nên có tay nên có tự động, mặt đáy hở cho chúng ta à, sẽ có một số những cái thông số như là Sapphire này. Rồi là số xe của số xe number của máy này, Best Stainless Steel này, Citizen Wax này, chống nước 13 tương đương 100 m và Made in Japan với cái mức độ chống nước 13 này thì anh em với chú cứ yên tâm đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội thoải mái cho em anh em đeo đi uh, rửa bát rửa chén hay là giặt rũ quần áo hay là rửa xe thì ok chả vấn đề gì đâu nó chống nước tuyệt đối cho chúng ta anh em nhé uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái phần dây da được uh, trang bị ở trên chiếc này đó là dây da chính hãng 100% của Citizen luôn đó chúng ta sẽ có một cái thiết kế dây da uh, bò do vân cá sấu và sẽ có cái màu nâu cánh rán rất là sang nhé và khóa của chiếc này thì nó được trang bị là một bộ khóa xiên của citizen và xiên rất là dễ đeo cho chúng ta. À, nhiều em chú là đeo cái khóa bướm không quen và có rất là nhiều bác liên hệ em để đổi lại cái khóa xiên ở ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khóa xiên có thể nói là một cái thiết kế khóa cổ điển à, được trang bị ở trên chiếc này. Và pha pha nữa giữa cổ điển và hiện đại cho chúng ta mức giá 5 triệu 900 nghìn để cho anh em chiếc này nói chung là một cái mức giá quá là hời và rất là dễ để lên tay cho chúng ta rồi hàng mới 100 phần đi phun bốc anh em chú nào mà quan tâm thì cứ liên hệ à, qua hotline em để ở trên góc trái màn hình ở à, suốt đoạn video đấy anh em cứ nhìn thấy số điện thoại à, số này thì cũng là số zalo của em luôn anh em kết bạn và inbox à, hợp thì em sẽ để cho anh em một cái mức giá tốt nhất nhá, anh em nhé Cảm ơn em rất là nhiều Xin chào và hẹn gặp lại toàn thế anh em ở những video tiếp theo Xin cảm ơn